Rộ tin mùa hoa rơi gặp lại chàng của Viên Bằng Nghiền lách luật để được lên sóng. Bùng nổ tin đồn mùa hoa rơi gặp lại chàng của Viên Bằng Nghiền lách luật để được lên sóng. Sau lùm xùm trốn thuế, Viên Bằng Nghiền hiện đang là nữ diễn viên nhận được sự quan tâm của cả giới truyền thông và công chúng. Thời gian qua, dân tình được phen nháo nhào khi hay tin công ty của Viên Bằng Nghiền có hành vi trốn thuế với số tiền gần 1 triệu nhân dân tệ, khoảng hơn 3 tỷ đồng. Một trong những điều netizen quan tâm hơn cả chính là vụ việc có làm ảnh hưởng gì tới sự nghiệp, nữ diễn viên cũng như các đoàn làm phim hay không. Tham gia đóng chính hai bộ phim được mong chờ bậc nhất hiện nay là Khuynh Thành Diệt Thanh Hoan, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng. Viên Bằng Nghiền khiến khán giả lo lắng vì có thể sẽ khiến những bộ phim trên bị đắp chiếu vô thời hạn. Tuy nhiên, mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh thông tin chiều thường của bộ phim Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng. Theo đó, phim được dự kiến phát sóng vào quý 4 trên nền Gold. Điều đáng nói là thứ tự phiên vị đã thay đổi so với lần chiếu thương trước. Lần trước, Viên Bằng Nghiền được xếp chễm chệ ở phiên 1, Lưu Học Nghĩa chỉ ngậm ngùi nhận phiên 2. Còn hiện tại thì Lưu Học Nghĩa được đẩy lên phiên 1 và Viên Bằng Nghiền bị đẩy xuống phiên 2. Cư dân mạng suy đoán có lẽ đây là cách để Men Gold lách luật nhằm chiêu thương thuận lợi bộ phim sau sự cố của Viên Bằng Nghiền. Việc đẩy nữ chính xuống phiên 2 được cho là nỗ lực cuối cùng của nền tảng nhằm qua được khâu kiểm duyệt. Một số bình luận của khán giả: Men Gold công nhận không ai nhanh bằng luôn. Vụ nào có biến mà phim chưa chiếu là đẩy lên chiếu hết để tranh thủ hoàn vốn. Cái phiên vị nó chỉ ảnh hưởng tới chiêu thương phim thôi chứ qua được khâu kiểm duyệt hay không lại là việc khác. Có nữ chính trốn thuế mà cũng mong được chiếu, hão huyền. Dư nhiều là sắp được chiếu mà vẫn chẳng thấy đâu, kiểu này là chưa qua được kiểm duyệt rồi chứ ở đó mà chiêu thương. Viên Bằng Nghiền có thể sóng yên biển lặng vượt qua scandal này quả là có tư bản chống lưng. Phim này mà được lên nữa thì khéo phán Đặng Luân tức chết mất. Hiện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng do Viên Bằng Nghiền và Lưu Học Nghĩa đóng chính vẫn đang trong thời gian chờ được kiểm duyệt và chưa ấn định lịch chiếu.